Hello cả nhà. Trời vừa tạnh mưa một cái là em ra vườn em hái rau vô đây. Khỏi đi chợ Việt Nam luôn. Mọi người nhìn rau rau khổ qua nhà em lên nè. Mà không có bắt vàng. Mắc cái miếng lưới vô cái hàng rào thôi chứ cái vàng em cho nó leo dưa gan. Mà mọi người nhìn trái nè. Nè. Đây nè, nhìn nè. Đó. Hôm nay em ngắt ở trên này nữa nè. Hôm nay em ngắt vô để em nhồi thịt với khổ qua nè. Đây nè mọi người, nó trốn ở trong đó đó. Nè, nó trốn quá trời luôn. Đây. Bự dữ dằn luôn. Nè mọi người thấy không? Thấy bự khủng khiếp không? Nhắc luôn. Đó, mình ngắt mấy trái kia luôn. Đó, trái nhỏ nè. Đó, rồi mấy trái này cũng chưa có hái được, chắc phải vài bữa nữa. Em ra đằng kia nha. Rồi em xuống cây khổ qua góc vườn kia. Mọi người thấy mấy cái cây mè Hàn Quốc này nè. Nó cao tới nách em rồi đó. Mà nó không chịu ra bông gì hết trơn. Còn mấy cái cây tía tô Nhật ở góc kia kìa. Nó quá cổ em luôn rồi. Mà nó tốt quá mà nó cũng không chịu ra bông luôn. Đây cũng là khổ qua nè. Mà mọi người thấy không? Nhiều chị hỏi em là kêu là tại sao mà nhà chị toàn là bông đực không à? Bông đực nhiều á, mà mọi người đừng lo nha. Có bông đực trước rồi nó mới ra bông cái nhiều được. Đó. Mọi người nhìn thấy nè, trái nè. Đó, trái nó mới ra nè. Đó. Rồi đây nè, nó nằm lăn long lóc đây nè. Đó. Rồi bắt đầu những cái nụ của nó ấy, nụ bông cái nhiều lắm nha mọi người. Không biết mọi người có nhìn thấy không? Đó, cái bông cái là nó có cái tròn tròn ở phía dưới nè. Còn cái bông đực là nó dài vậy nè mọi người. Đó. Dễ phân biệt lắm. Đây nè, bông cái nè, bông cái nè. Là coi như nách này, nách kia nè, rồi nách nữa nè. Ngày xưa cứ kêu chỉ là nó đuôi trái đó mà không em cũng không biết nữa mà em đâu có ấy đâu, thấy trái nhà cũng muốn sai trái lắm nè. Trái nguyên cái dây này không là cũng cũng 4-5 bông nhỏ nhỏ nữa rồi. Đừng nói mấy gốc đầu kia. Đó. Còn đây là cái vàng lá cẩm đây. Cái này là cẩm tím. Còn cẩm cam thì em trồng bên mé bên kia. Đây nè. Chuẩn bị em chiết cây cẩm này ra để nhân giống nó ra cho nó nhiều nhiều một chút. Đó. Đây rau cần nhà em đây. Qua đến đây là húng húng quế đó, có hai vợ chồng mà cho nên hả em trồng có ba cây à, ba cụm. Tía tô mà nó ra tới đây luôn đó. Còn trên này là dưa gang, nó tròn tròn quay cho nên là mọi người tưởng dưa hấu nhưng mà nó là dưa gang. Cái núm mà núm đó nè. Đó. Còn nhiều trái nhỏ nhỏ này nó đang ấy nè, nhiều trái nhỏ lắm, nách nách nè, rất là nhỏ không à. Còn cái này là thao rau cần, em đang chờ đất xeo nè, đất xeo để em nhân giống rau cần ra đây. Đây là cây ổi nhà em. Con này là bạc hà. Bạc hà nó đẻ cây con quá trời luôn đó. Còn cái này mấy chị có trái ăn rồi mà em chưa có trái ăn đây. Cái này là dưa Hàn Quốc đó, dưa vàng. Trái vàng vàng á, ăn giòn á. Đây mọi người á. Đây cây nào cũng vậy hết á, mới bằng đầu á là nó rất là nhiều cái bông đực luôn á. Bông đực hoàn toàn là bông đực không. Ừ. Xong rồi vài bữa nữa nó mới ra bông cái.
thường thường dây leo là nó vậy á, nên là mọi người có dây leo hoặc là có những cái giống như bí bầu gì cũng vậy á, mọi người đừng lo nha. Đó. Một vàng dưa Hàn Quốc. Ra đây nhà em có khổ qua nữa đây nè. Đó mọi người thấy không? Còn đây là lá lốt. Chà, gió mát quá. Mới mưa xong mát quá. Đây bí nhà em đây nè. Đó. Đó, trái đó. Nè. Bí xanh ăn được rồi. Mà hai cái này là ăn được rồi đó. Trái bên này. Trái này. Năm nay em trồng thêm dưa hấu nè. Dưa hấu tại nó nặng quá cho nên là em cho nó nằm ở dưới đất, em không có cho nó leo lên vàng. Đó. Mà cũng có trái, hôm bữa có mấy trái mà nó bị hư rồi, bây giờ nó lại ra nhiều lắm. Đây trái đây nè cả nhà, nha. Ra đây nữa nè. Đó. Dưa hấu đó. Đó, trái con cũng nhiều lắm mà sợ nó không đậu thôi. Mà em cũng kệ, em không có thụ phấn cho nó. Rồi mình đi ra đây ha. Rồi đi ra đây. U. Đây nè mọi người, cây ổi mà nó chùm chùm chiếc chiếc quá trời luôn. Trái quá trời trái. Sai lắm, năm nay cây ổi này sai trái thiệt là sai. Còn bên này vàng mía nè. Vàng mía chị bạn cho được mấy cái ngọn á. Trồng mà bây giờ nó lên vậy nè mọi người thấy không? Một cái này nó lên thêm đâm thêm 5 cái đọt nữa. Đó. Ráng chăm là tha hồ ăn. Còn gốc này là khoai mì. Khoai mì mấy chị cứ kêu là để giống cây lại cho mấy chị, thì phải để cao cao lên rồi mới để giống được. Đào củ lên á, rồi những cái cây đó thì chia được giống. Khu bắp nếp nhà em đây. Bắp nếp mà kiểu như trồng trong này nó cũng bị khuất ánh nắng nhiều, cho nên là cái cây nó không được mập nè. Đó. Cái cây trong này nè là nó có đang có trái rồi đó. Đang có cờ có trái rồi đây. Còn đây là cái cây chanh dây nhà em nè. Cây chanh dây này khoảng được hơn 1 tuổi. Hơn năm rồi đó mà nó cao hơn em rồi. Cái này là em cầm ở Hawaii về, cái giống hột của Hawaii đó em ươm bằng hột. Mà ươm bằng hột thì không biết tới khi nào mới được ăn. Còn qua tới đây vàng đậu bắp 20 cây đây. Ôi mà có trái ăn hết rồi đó, có trái ăn rồi. Cái đậu bắp này nó nhanh già lắm, cho nên là mình phải canh mình hái sớm không nó già. Ui bông đậu bắp đẹp ha mọi người ha. Nè đẹp quá. Đó. Trái bự nhóc hình dương rồi nè mọi người. Chút xíu em phải hái. Ăn đậu bắp tốt lắm nha mọi người nha. Ráng trồng hoặc mua về ăn. Rồi qua tới đây. Cây chanh trái tùm hết chưa. Đó. Còn đây là bưởi nè, chơi chùm tới 4 trái lận. Đây là tắc chua uống nước, xay nước mía hoặc là làm chân gà rồi đó, muối chân gà xả tắc. Tiếp tục khoai mì. Còn đây là cây lá gai đó mọi người. Bự ghê không? Bự. Ngày cú với Duy Nguyên cái vàng này là cái vàng rau càng cua của em đó.
Tại em mới mang giống từ nhà cũ qua cho nên cũng chưa dám hái, để cho nó rụng hột xuống để nó lên đã. Năm tới còn có hột rau càng cua. Đây nè mọi người. Đó, cũng nhiều lắm nha, chưa dám hái tại vì cái càng cua này nè. Nó nhanh có hột già lắm. Đây nè. Nên là để cho nó rụng hột xuống đi rồi cho nó lên tiếp đã. Còn cái vàng trên là ngải cứu. Còn này là bụi lá mơ nhà em nè. Đó, lá mơ em cũng mang từ nhà cũ xuống, bữa em share lên video cho mọi người rồi đó. Cái măng tre của hàng xóm nó qua nhà em mà cuối cùng dây mơ nó đu theo luôn. Nè, măng nè, nó chồi măng nó qua nhà em nè. Tốt quá rồi đó. Đọt quá trời đọt luôn. Còn cái này là cây sâm đất. Cây sâm đất. Này lá xương sâm nè. Em đang tính mấy chị nói là ghim cái này một đầu rồi cho nó lên. Chứ đừng có cắt ra nó khó lên kêu vậy đó. Để em coi nhân giống ra thêm xương sâm nè. Còn đi ra mé ngoài này thì là có mít. Mít trồng chơi thôi chứ không biết có lên cây được không, tại nó không chịu được lạnh. Đó. Mít. Rồi qua đây là me. Đó. Cây me. Rồi qua đây là chuối. Đó cả nhà. Chuối có bông rồi đó. Đang ra trái. Cây ổi này là cây ổi mới bắt đầu bói năm nay. Còn mấy cây kia thì sai tùm trái hết trơn. Nên là chưa biết là ổi ngon hay dở hay là ổi đào gì đây. Mà bên này trồng được là vui rồi, không không cần biết ngon hay dở. Rồi qua đến đây là đu đủ nhà em nè. Cây kia thì nó cao quá. Đây cây này thì thấp sờ vô được. Đây thấp. Cây này cũng cao cao lắm luôn. Phải bắc thang lên hái. Qua tới đây là đủ các loại rau thơm rồi. Mé bên góc vườn bên kia thì là đủ các loại tía tô, kinh giới, lá mè rồi. Còn qua bên này là rau răm. Đu đủ con quá trời. Húng. Ngò gai. Cái húng này mới nhiều nè. Húng này mới nhiều ác nè, nó bò. Mọi người đừng có nên trồng húng chung với các loại rau khác nha. Bây giờ nó bò đầy vườn hết chưa. Bò dữ lắm. Mọi người thấy bên kia thấy cây ớt không? Quá trời trái mà thấp chủng à. Bên này của em là cây lá thì là. Còn qua đây là nghệ nè. Em mua về em chét thẹo á. Mà cái thẹo có hết đâu. Xong rồi em không có xài tới nữa. Thế là trồng dùi đại xuống dưới này nè. Dùi đại chứ cũng không canh ngày canh gì á. Mà bây giờ nó lên nè. Đó, lên nhóc hết trơn, cây con lên nè. Đó. Cái này nghệ này á, cũng tốt, ăn cũng tốt lắm, kho thịt đồ là tốt lắm. Mấy cây này là cái cây ớt Thái, trái nhỏ 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 đó. Ổi nè mọi người, cái ổi con đây. Đấy ớt Thái. Cây bên kia là gừng. Rồi mọi người qua đây nè. Cái này á, là đậu đũa. Đây nè, em ăn ổi mà em giục hột qua đây nè, mà nó lên như rừng luôn rồi nè. Đây là cái cây lớn là bằng đây rồi, còn mấy cái cây kia nó nhỏ 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 quá trời luôn. Nhìn cái trái khổ qua thấy thương. Đây, còn đây là lá cẩm cam đây, của chị bạn cho nè.
kêu là cẩm, mình cứ sợ nó lộn màu á, mà không, em nghĩ là không có lộn được đâu mọi người ạ. Tại vì mỗi cái nó cũng có một cái khác, cái lá cẩm tím kia, cái lá của trên cái lá của nó có vân 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 á, mà nó không có lông, ít lông hơn cái này. Cái này nè mọi người nhìn kỹ vô á là nó có lông lông, mà cái trên cái lá của nó không có cái vân vân, chỉ nói lá cẩm cam đó. Còn bầu của mấy chị là có trái rồi, mà bầu nhà em mới như vậy nè. Thôi mình có bầu sao mình ăn sao vậy đó. Đó, hành tây em dục cho nó lên. Còn này là aloe vera, trồng chăm sóc nhiều thì nó bự ra, thì cái cây này cũng tốt lắm, mình ăn cũng được. Hoặc là mình con nít bị muỗi á, muỗi cắn á, mình chét vô là nó xẹp xuống liền nha mọi người. Cái cây này nè, con nít nhà em nó hay bị á, em hay 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 chét cái lá này lắm. Mình lấy cái ở trong á, cái ở trong á mình ngắt ra xong mình chét vô cái chỗ muỗi muỗi chích đó. Thế hôm nay em dừng video tại đây nhé. Mọi người coi video nếu thích nhớ ấn like and đăng ký kênh của bếp nhà Alisa nha. Cảm ơn cả nhà rất nhiều. Và hẹn gặp lại mọi người ở video lần sau. Chúc cả nhà thật nhiều sức khỏe. Bye bye.